Rồi Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2024. Thì hôm nay cũng như mọi khi em sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy Android thanh lý như là Oppo, Realme, Samsung, Vivo và máy tính bảng nha anh chị. Thì hy vọng rằng anh chị xem được con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp với em để chốt hàng ha. Với số điện thoại là 0879 182 796 nha anh chị. Số Zalo cũng là số này luôn. Và địa chỉ ở bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha. Bên em bán là ship có toàn quốc cho anh chị nha. Đơn hàng mà từ 2 triệu trở lên là bên em sẽ free ship cho anh chị. Còn đơn hàng mà dưới 2 triệu là phí ship khách hàng tự trả nha anh chị. Đó, nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán tiền shipper nha. Bên em thì khách uy tín thì mình không cần phải cọc đâu nha anh chị ơi. Nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán tiền shipper nha. Đó, còn về chế độ bảo hành là bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần, nếu lỗi lầm gì thì đổi trả 1 đổi 1. Còn về bảo hành ấy thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị từ 1 đến 2 tháng tùy máy nha. Rồi, con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là máy tính bảng nha anh chị. Hôm nay em còn một con dòng máy tính bảng T515 nha. T515 nha mọi người, Samsung T515 nha. Đó. Con này thì màn hình của nó là 10.1 inch nha anh chị, màn hình 10.1 inch. Còn một con duy nhất thôi nha anh chị, màn hình 10.1 inch. Đó, RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB cho anh mình nha. Đó, mấy cái dòng này anh chị mua về xài giải trí, hát karaoke cho bé học online, hoặc là mua về xem đá bóng, đá đồ gì đó thì rất là ok, tuyệt vời nha mọi người. Đó, màn hình con này tới 10.1 inch nha, 10.1 inch. RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, con này màn hình của nó là tới 10.1 inch á. Pin tới 6000mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn ha. Con này là nó có lô kép nha anh chị, hai lô ở phía dưới này. Đó, hỗ trợ sạc nhanh, chu sạc Type C nha. Giá bán cho anh chị là 2,1 triệu thôi nha anh chị. Hình thức con này tầm khoảng 97-98% nha. Máy mới đẹp len keng cho mình luôn. Đó, màn hình cũng nói là 10.1 inch, còn một con duy nhất thôi nha anh chị. Đó, tặng một cái bao da mới, một cái bao da mới và một cái bộ sạc cho mình luôn nè. Lô rất là to nha anh chị, lô rất là to cho mình nha. Đó, Samsung T515 nha anh chị ơi. Đó, Samsung T515 nha. Màn hình 10.1 inch, pin tới 6000, 6000 là pin rất trâu nha mọi người. Đó, con này chỉ có 2,1 triệu thôi, tặng bao da và một cái bộ sạc nhanh cho anh chị nha. Đó, máy tính bảng thì hiện tại em còn một con duy nhất thôi nha anh chị. Rồi tiếp tục nha mọi người, tiếp tục là dòng máy điện thoại nha. Mã số 1 là dòng máy Realme. Đây là Realme C1, em còn màu đen ha. Realme C1 là còn màu đen. RAM là RAM 2, bộ nhớ 16GB. Con này thì thích hợp cho anh chị mua về xài làm máy phụ này. Đó, mua về xài làm máy phụ, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok thì ok nha anh chị. Màn hình con này là 6.2 inch. Đó, màn hình 6.2 inch, pin của nó là 4000mAh nha. Con này giá bán là 750.000 nha mọi người. Mã số 1 là 750.000 nha. Sạc ốp dáng cường lực đầy đủ cho anh chị. Màu này là màu đen nha anh chị ơi. Đó, màu đen cho anh chị chỉ có 750.000 thôi. Đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, sạc ốp dáng cường lực nè. Xài được 2 sim nha, máy là xài được 2 sim nha anh chị. Em này giá gốc là 230, đó, lướt rất là ok nha mọi người ơi. Con này lắp lướt vẫn rất là mượt nha. Nó sở hữu chip Snapdragon là 450 nha anh chị, 450 nha, 750k mã số 1 này. Rồi qua mã số 2, qua mã số 2. Mã số 2 là dòng máy Samsung, đây là Samsung A10 nha anh chị, Samsung A10. Đó, RAM là RAM 2, bộ nhớ 32GB nha. Con này pin cũng nói là 3400. Máy đẹp nha anh chị, không má mố phản quang nha mọi người. Đó, Galaxy A10 nha. Mua về xài làm máy phụ, làm lên mạng xã hội, TikTok, Zalo gì ok hết nha. 900k thôi, mã số 2 900k, xài 2 sim nè. Rồi tiếp theo qua mã số 3. Mã số 3 máy mới kích cho mình nha. Màu này màu hồng phấn nha anh chị. Cái màu này rất là dễ thương nha, rất là dễ thương luôn. RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Đây là Oppo ABS, hàng công ty chính hãng Việt Nam nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, pin con này là 4300mAh. Con này sở hữu chip Snapdragon là 450, cho nên là cảm ứng của nó nói chung là cái độ nhẹ cũng rất là ok nha anh chị. Đó, pin trâu nha mọi người, pin trâu. Con này giá chỉ có 1 triệu chẳng thôi nha. Mã số 3 giá 1 triệu nè. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 là một con dòng máy Poco. Đây là Poco Phone F1 nè. Poco Phone F1 thì màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì cái chỗ kính cam của nó có hơi nhăm nha mọi người, có hơi nhăm cho nhẹ xíu, không ảnh hưởng gì hết ha. Đó, cam bằng vẫn rất là nét, bắt rất là đẹp nha anh chị. Đó, pin con này là 4000mAh nha. Poco Phone F1 này, màn hình tai thỏ 6.2 inch,
RAM là RAM 6, bộ nhớ của nó là 64GB, và con này được cái nữa là nó sở hữu chip Snapdragon là 845 nè. 845 là chip ròng cho anh chị nha, mua về xài chơi game rất là mượt nha anh chị. Đó, cái dòng này chơi game ngon nha, giá thì chỉ có 1,4 triệu cho anh chị thôi. Thôi con này đỡ là giá 1,3 triệu luôn đi. Poco Phone F1 nha anh chị, Poco Phone F1 chip Snapdragon 845, con này chơi game ngon nha anh chị, tầm giá 1,3 triệu thì mình có một con máy chơi game rất là mượt nha. Đó, chip Snapdragon 845, RAM là RAM 6, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Đó, máy xài 2 SIM cho anh chị nha, xài 2 SIM. Ok hết nha anh chị, xài 2 SIM hỗ trợ sạc nhanh cho mình. 1,3 triệu thôi nha, mã số 4 1,3 triệu này. Rồi tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 là một con dòng máy Oppo, đây là Oppo A55. Màu xanh này là màu xanh bạc nha anh chị, ở trên xanh, ở dưới nó hơi bạc xíu nha, xanh bạc. Hình thức con này 98% máy len keng nha. Đó. Màn hình Full HD cộng nha anh chị, 6.5 inch. RAM là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đó, RAM 4 bộ 64GB, và con này pin cũng nói là tới 5000 mAh nha, phiên bản Android là 13 chấm. Đó, con này giá bán cho anh chị là 1,9 triệu. Oppo A55 nha anh chị, Oppo A55 giá là 1,9 triệu cho anh chị nha. Mã số 5 là 1,9 triệu này. Rồi qua mã số 6. Mã số 6 là dòng máy Oppo A9, màu này là màu xanh dương nha, Oppo A9. Đó, rất là đẹp nha anh chị. RAM là RAM 8 nha anh chị, RAM 8, bộ nhớ 128GB nha, hàng công ty chính hãng đàng hoàng nha mọi người, Oppo A9 2020. Đó, RAM 8 bộ 128GB, và con này phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nha. Đó, chip ròng cho anh chị. Con này có hỗ trợ lô kép cho mình luôn, lô của nó nghe rất là to nha anh chị. Con này giá bán cho mình là 2,1 triệu này. Đó, mã số 6 là Oppo A9 nha, Oppo A9 là 2,1 triệu cho anh chị nè. Rồi tiếp theo qua mã số 7. Mã số 7 là dòng Sam nha, đây là Samsung A31. Đó, máy zin len keng cho mình nha. Màu này là màu đen nha anh chị. Đó, Galaxy A31. Màn hình con này là nó cái màn hình là màn hình Super AMOLED nha, 6.4 inch. Đó, vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị, màn sáng đẹp không ám hố phản quang nha. Đó, RAM là RAM 6, bộ nhớ là 64GB, bộ nhớ là 128GB nha. Đó, pin của nó là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Con này giá bán cho anh chị là 2,3 triệu nha. Đó, máy zin toàn bộ nha anh chị. Mã số 7 là Samsung A31. Đó, màn hình Super AMOLED, mấy cái dòng điện thoại mà màn hình Super AMOLED thì cái độ sáng của nó rất là đẹp nha mọi người. Độ sáng rất là đẹp nha. Con này giá 2,3 triệu. Mã số 7 là Samsung A31 là 2,3 triệu. Rồi tiếp tục cũng là một con dòng Samsung luôn nha. Đây là mã số 8, Samsung A03s. Samsung A03s thì màu đen nha anh chị, màu đen. A03s là nó có vân tay nha anh chị, vân tay của nó ở bên cái nút home nha, cái nút nguồn nha anh chị, vân tay ở bên nút home á. RAM là RAM 4, bộ nhớ của nó là 64GB này. Màn hình con này là 6.5 inch nha anh chị, màn sáng đẹp nha, Galaxy A03s. RAM 4 bộ 64GB, 3K một đèn flash cho anh chị, màu đen nha anh chị. Đó, màu đen, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Máy mới kit luôn nha anh chị, con này là 1,6 triệu nha. Đó, Galaxy A03s 1,6 triệu cho anh chị, đầy đủ phụ kiện nè. Rồi tiếp tục qua mã số 9. Mã số 9 là dòng máy Oppo, đây là Oppo A76 nha anh chị, Oppo A76 màu đen nè. Đó, vân tay hiển thị bên nút nguồn cho mình luôn nha. Con này bản RAM là RAM 6, bộ nhớ 128GB nè. Oppo A76 nha anh chị, Oppo A76. RAM là RAM 6, bộ nhớ 128GB, và con này sở hữu chip Snapdragon là 680 nha anh chị, chip Snapdragon 680. Con này giá là 2,3 triệu nha. Oppo A76 nha anh chị, Oppo A76 hai camera và một đèn flash này. Đó, hỗ trợ sạc nhanh, chip Snapdragon 680 nha. Đó, 680 nha anh chị, con này là 2,3 triệu. 2,3 triệu cho anh chị ha, có sạc, có ốp lưng và giãn cương lực đầy đủ. Đó, Oppo A76 nha, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cam đẹp nha anh chị, con này kiểu dáng màn hình nốt ruồi nha anh chị, kiểu dáng màn hình nốt ruồi cho anh chị nha. 2,3 triệu cho mã số 9 nè. Rồi tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là dòng máy Poco ạ. Đây là Poco X3 nha anh chị, Poco X3 NFC nha. Màu đen nè. Cầm cái máy nặng nha anh chị, chắc tay nha. Đó, bản RAM là RAM 6, bộ nhớ của nó là 64GB. Poco X3 NFC, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Và con này sở hữu chip Snapdragon là 732 nha, 732 mua về xài chơi game thoải mái nha anh chị. Con này giá bán cho mình là 2,2 triệu nè. Đó, Poco X3 NFC nha, máy mới len keng luôn. Đó, hỗ trợ sạc nhanh, sạc là sạc 30, con này sạc 30W nha anh chị. Đó, vân tay tích hợp đúng nguồn cho mình nha. 2,2 triệu cho mã số 10.
Rồi qua mã số 11. Mã số 11 là dòng máy Vivo Y02S nè. Vivo Y02S nha anh chị, màu này là màu xanh ngọc cho mọi người nha. Đó máy thì zin keng cho anh chị luôn, 99% cho mình luôn nè. Đó máy mới lên keng nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đó con này pin của nó là 5000 mAh nha. Có hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn nè. Đó hỗ trợ sạc nhanh, pin trâu khỏe, màn hình lớn nè. Cam bọng thì đẹp nha mọi người. Con này giá chỉ có 1.650.000 thôi. Đời 2022 nha. Đó máy mới đẹp luôn nè. 1.650.000 cho mã số 11 nha anh chị. Rồi tiếp theo qua mã số 12. Mã 12 là một con dòng máy Samsung. Đây là Samsung A11. Samsung A11 màu trắng nha anh chị, màu trắng tinh cho mình á. Đó. Thiết kế cái màn hình của nó mỏng nha anh chị, kiểu dáng của nó mỏng nhỏ gọn nha. Màn hình con này là 6.4 inch á. Màn hình 6.4 inch nha anh chị, RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đó hỗ trợ sạc nhanh nha, con này pin của nó là 4000 mAh nha anh chị, 4000 mAh. Con này giá bán là 1.3 triệu nè. Đó, mã số 12 là 1.3 triệu nè. Rồi tiếp tục qua mã số 13. Mã số 13 là dòng máy Redmi. Đây là Redmi Note 8 Pro nha anh chị. Redmi Note 8 Pro thì em có bảng màu xanh đen nha. Ở chính giữa thì màu đen, ở xung quanh thì màu xanh xíu nha anh chị, màu xanh đen. Đó, RAM là RAM 6, bộ nhớ của nó là 64GB. Và con này pin là 4500 mAh nha. Tần số quét của màn hình lên đến 90Hz nha anh chị. Đó, pin trâu màn lớn nha anh chị. Con này sở hữu chip chip là Helio là G90T. Đó, mua về xài chơi game thoải mái nha. Con này là 1.9 triệu này, mã 13 là 1.9 triệu. Rồi tiếp tục qua mã 14. Mã 14 là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y12 nha. Vivo Y12 màu này là màu xanh đen nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 64GB nha. RAM 3 bộ nhớ 64GB và con này pin là 5000 mAh. Giá chỉ có 1.3 triệu thôi nha anh chị. Đó, mã số 14 là 1.3 triệu cho anh chị nha. 3 camera và một đèn flash cho anh chị ha. Đó, mã 14 là 1.3 triệu. Rồi tiếp tục qua mã 15. Mã 15 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A20s nha anh chị, Samsung A20s bảng màu xanh đen nè. Màn hình con này là 6.5 inch nha anh chị. Đó, màn hình 6.5 inch và pin là 4000 mAh nha. Đó, con này sở hữu chip Snapdragon là 439 nha anh chị. Máy đẹp nha, màu xanh đen. Con này giá bán là 1.4 triệu ạ. Quên, con này 1.3 triệu chứ. Mã 15 là 1.3 triệu nha anh chị ơi, 1.3 triệu thôi, có đầy đủ phụ kiện cho mình nè. Rồi tiếp tục qua mã 16. Mã 16 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A55, Oppo A57 nha anh chị, em nhầm xíu nha. Oppo A57 màu xanh ngọc này. Đó, máy mới kích luôn nha anh chị, vân tay tích hợp nguồn cho mình. Con này màn hình là 6.58 inch nha. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Đó, RAM 4 và 64GB, con này pin của nó là tới 5000 mAh. Hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Máy đẹp keng luôn, con này là 2.1 triệu nha anh chị. 2.1 triệu cho anh chị nha. Oppo A57 nha anh chị, Oppo A57 là 2.1 triệu. Đó, RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB nè, 2.1 triệu cho anh chị mã số 16 nè. Rồi lên mã 17 ạ. Mã 17 là dòng máy Realme C12, em còn duy nhất một con màu đỏ thôi nha anh chị. Con này RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 6000 mAh. Pin 6000 là pin cực kỳ trâu bò cho mọi người luôn nha, 6000 mAh, màn hình lớn 6.5 inch. Con này giá chỉ có 1.3 triệu thôi nha anh chị. Đó, mã số 17 chỉ có 1.3 triệu thôi nha. Có sạc, có ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị. Đó, nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán tiền shipper nha. Bên em bán thì không có cọc kiếp gì nha mọi người. Khách uy tín thì mình không có cọc kiếp gì hết. Mà được kiểm tra hàng, được test máy thoải mái cho nên anh chị cứ yên tâm ha. Rồi mã số 18 này. Mã số 18 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A5s nha anh chị, em còn bảng màu xanh dương. Oppo A5s. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB và con này pin của nó là 4230 nha. Pin 4230. Con này xài vẫn rất là tốt nha anh chị, rất là bền nha anh chị ơi. Đó, mã 18 là một củ củ mốt á. Một củ mốt là 1.1 triệu đi nha anh chị. Đó, Oppo A5s nha, Oppo A5s là 1.1 triệu nè. Rồi lên mã số 19. Mã số 19 là dòng máy Realme. Đây là Realme 5i nha anh chị. Realme 5i em có bảng màu xanh rêu nè, màu xanh rêu cho anh chị nha. Đó, RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB và con này pin của nó là 5000 mAh. Pin 5000 mAh, màn hình lớn 6.5 inch nha.
Nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nha anh chị, 665. Con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 3 đi nha. Đó. Realme 50 nha anh chị, Realme 50 là 1 triệu 3 nha anh chị, mã số 19 nè. Rồi tiếp tục mã số 20. Mã 20 là dòng máy Vivo, đây là Vivo Y11. Màu xanh đen nha anh chị, con này màu xanh đen. Đó. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB, em còn duy nhất một con màu xanh đen thôi nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đó, con này pin của nó là 5000 mAh. Giá thanh lý cho mình là 1 triệu 2 nha. Vivo Y11 nha anh chị, Vivo Y11 giá chỉ có 1 triệu 2 thôi, mã số 20 là 1 triệu 2 nè. Rồi lên mã số 21 nè. Mã 21 là dòng máy Redmi 9. Redmi 9 thì màu xanh tím nha anh chị, màu xanh tím. Con này RAM 4 bộ nhớ 64GB nè. Đó, pin của nó là 5000 mAh. Pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nha anh cho anh chị, con này là sạc 18W nha anh chị. Đó, Redmi 9 nha, mấy cái dòng này xài bền nha anh chị, pin trâu, cực trâu luôn nha. Đó, con này là 1 triệu, 1 triệu rưỡi á. Mã số 21 là 1 triệu rưỡi à. Rồi cuối cùng nha anh chị, cuối cùng là mã số 22. Mã số 22 là một con dòng máy Realme C20 à. Con này được cái màn hình của nó lớn nha anh chị, màn hình tới 6.5 inch á, và pin thì trâu khỏe cho mình nha. Quên, con này là Realme C11 nha anh chị, Realme C11 này. Đó. RAM 2 bộ nhớ 32GB nha, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu mốt, còn duy nhất một con thôi nha. Màu này là màu đen xám cho anh chị. Đó, full chức năng cho mình nha. Pin trâu màn lớn nha anh chị, pin trâu màn lớn, xài là xài 2 SIM nha. Đó, mã 22 là 1 triệu mốt nè. Rồi hôm nay em sẽ thanh lý cho anh chị một số con như vậy thôi. Thì anh chị cứ xem được cái con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp cho Ngọc Sương để chốt hàng ha. Số điện thoại thì em có ghi sẵn trên màn hình nha anh chị, 0879182796 nha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.